vui được gặp lại các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những nội dung chính sau đây. Công an các đơn vị địa phương tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác công an năm 2019. Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an tập huấn công tác phòng chống tội phạm tiền giả, rửa tiền năm 2019. Công an huyện Đạ Tẻ bắt đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Cuối chuyên mục là phóng sự mang mùa xuân đến sớm với bà con nghèo tại xã Lác, huyện Lạc Dương. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Công an thành phố Đà Lạt vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, lãnh đạo các phòng công an tỉnh. Trong năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 167 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 4 người, bị thương 26 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 5 tỷ đồng. So với năm 2017, án chung giảm 3 vụ. Tai nạn giao thông trong năm đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 43 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ. Tại hội nghị tổng kết, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt đã nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại trong năm 2018 và đề ra các giải pháp trong năm 2019, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc đã biểu dương khen ngợi những kết quả mà Công an thành phố Đà Lạt đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, các nhiệm vụ trọng tâm công tác cần triển khai thực hiện trong năm 2019, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018, Công an thành phố Đà Lạt đã có 10 đơn vị, phường, đội đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng cơ sở, 49 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 277 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Công an thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Trong năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc chỉ đạo đảm bảo các mặt công tác về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác nên tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không để xảy ra đột biến bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xác minh, phối hợp trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, môi trường thu được nhiều kết quả tốt. Tai nạn giao thông được kéo giảm. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, một số mặt công tác vẫn còn tồn tại hạn chế như công tác nắm tình hình chưa tốt, tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao. Năm 2019, Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo giữ vững ổn định về chính trị, không để xảy ra bị động bất ngờ, nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp. Nhờ những thành quả đạt được, năm 2018, Công an thành phố Bảo Lộc đã được Bộ Công an tặng cờ thi đua vì an ninh Tổ quốc. Năm 2018, bám sát khẩu hiệu hành động, chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tổ chức phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, nghị quyết về đấu tranh tội phạm như phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, tội phạm hoạt động tín dụng đen, tội phạm mua bán người. Đồng thời triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ, chủ động nắm địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, phối hợp với công an các địa phương kéo giảm nhiều loại tội phạm như án giết người giảm 14 vụ, cướp tài sản giảm 7 vụ so với năm 2017. Cùng với việc phòng ngừa địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các đơn vị địa phương đã khám phá thành công 592 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ gần 86%, trong đó trọng án đạt 100%. Lực lượng Cảnh sát Hình sự đã gọi hỏi răn đe gần 1.000 đối tượng, phối hợp cùng Công an 14 tỉnh, thành phố, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, trao đổi thông tin, hình ảnh 300 đối tượng phục vụ cho quản lý và đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Riêng Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập và đấu tranh thành công 5 chuyên án, đấu tranh và làm tan rã 3 nhóm tội phạm. Với những cố gắng đó, năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự đã được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở, được Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh tặng 13 bằng khen, giấy khen, 45 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, các ủy lãnh đạo đơn vị đã lãnh đạo chỉ đạo các đội thực hiện có hiệu quả công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Trong năm đã rà soát đối chiếu thống nhất số liệu hồ sơ hiện hành giữa phòng hồ sơ và các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, thông báo kết quả công tác hồ sơ đến các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thành phố, đảm bảo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chế độ công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, cũng như trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện các quy trình, quy định, chế độ công tác hồ sơ. Năm 2018, đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 1 năm 2019, tại thành phố Đà Lạt, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề phòng chống tội phạm tiền giả, rửa tiền năm 2019 cho lực lượng an ninh điều tra, an ninh kinh tế thuộc Công an 22 tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giới thiệu một số chuyên đề bổ ích thiết thực về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả, rửa tiền. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được nghiên cứu 4 chuyên đề gồm công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm tiền giả, rửa tiền nhằm đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ trong tình hình hiện nay, khái quát về công nghệ in, yếu tố bảo an và cách nhận biết thật giả của tiền Việt Nam đồng, một số vấn đề chú ý trong công tác chỉ đạo, phối hợp điều tra, xử lý và những vấn đề có liên quan đối với loại án tiền giả của lực lượng an ninh điều tra, tổng quan về tội phạm rửa tiền và công tác phòng chống rửa tiền ở Việt Nam. Cũng tại hội nghị, các đại biểu dành thời gian để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả ở các địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế đề cập đến sự nguy hiểm, tinh vi của tội phạm tiền giả và rửa tiền, và đề nghị công an các đơn vị địa phương, nhất là các đơn vị nghiệp vụ phải thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức, thông tin, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, cũng như kinh nghiệm để đấu tranh có hiệu quả hơn với loại tội phạm này. Công an huyện Đức Trọng vừa tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải cho hơn 200 cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên địa bàn. Tại buổi tuyên truyền, Công an huyện Đức Trọng đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Đức Trọng nói riêng, triển khai các mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông năm 2019. Trong đó, việc tuân thủ chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông là rất quan trọng. Công an huyện cũng đề nghị các đơn vị cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên địa bàn tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật, tăng cường vai trò quản lý trong hoạt động kinh doanh vận tải đối với xe khách, xe tải, thực hiện tốt giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự, văn hóa khi tham gia giao thông. Tại buổi tuyên truyền, các ngành chức năng huyện Đức Trọng đã tổ chức cho các đơn vị vận tải hành khách, vận tải hàng hóa cam kết thực hiện giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự, không vi phạm luật giao thông đường bộ, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hưởng ứng chương trình Vì biển đảo quê hương, vừa qua Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ 1 tấn tỏi nhằm chia sẻ những khó khăn đối với bà con nhân dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Trước tình trạng một số thương lái lợi dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để trà trộn tỏi từ các vùng khác, làm giả bán tỏi Lý Sơn giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nông dân huyện đảo. Để hỗ trợ bà con huyện đảo Lý Sơn trong việc tiêu thụ tỏi, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động các đoàn viên thanh niên tiêu thụ tỏi giúp bà con nhân dân. Đây là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ Công an Lâm Đồng. Qua công tác trinh sát, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an huyện Lâm Hà xác định Đồng Xuân Khang, sinh năm 1992, trú tại thôn 5, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, có nhiều dấu hiệu tàn trữ buôn bán pháo nổ nên đã tiến hành theo dõi. Đến sáng ngày 15 tháng 1, lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra hành chính và bắt quả tang Khang đang tàn trữ hơn 1.000 pháo nổ các loại. Được biết, sau hơn một tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công an huyện Lâm Hà đã phát hiện tổng cộng 4 vụ, bắt 4 đối tượng, thu giữ 107 kg các loại pháo. Trong đó, đối tượng Tạ Văn Tuấn, sinh năm 1989, trú tại thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tàn trữ 64 kg pháo nổ. Công an huyện Đạ Tẻ vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Hiến, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó vào tháng 6 năm 2018, trên địa bàn huyện Đạ Tẻ liên tiếp gây ra các vụ trộm đột nhập vào ban đêm. Nhiều hộ dân đã bị mất tài sản có giá trị như xe máy, điện thoại, laptop. Tiến hành lập chuyên án đấu tranh, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Huy, sinh năm 1992, trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Huy khai nhận đã cùng Hiến thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn huyện Đạ Tẻ. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2019, công an huyện bắt được Hiến khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan công an, Hiến khai nhận đã cùng Huy trộm 2 xe máy và nhiều tài sản khác trên địa bàn huyện Đạ Tẻ. Số tiền sau khi bán tài sản, các đối tượng dùng để mua ma túy sử dụng. Hiện công an huyện Đạ Tẻ đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những ngày gần đến Tết cổ truyền của dân tộc 2019, Đoàn Công tác Xã hội của Báo Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng cùng với các nhà tài trợ đã đến thăm và tặng quà cho bà con nghèo tại xã Lác, huyện Lạc Dương, nơi mà có trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của bà con đang còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Đoàn Công tác Từ thiện Xã hội của Báo Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh và các nhà tài trợ vượt hàng chục cây số về với bà con nghèo tại xã Lác, huyện Lạc Dương, nơi mà có trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số, đang còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Đoàn đã trao 100 phần quà cho bà con nghèo dân tộc thiểu số, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Đây là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Ban biên tập Báo Công an Nhân dân đã triển khai một cái chương trình có ý nghĩa xã hội rất là sâu sắc. Đó là chương trình Tết vì người nghèo. Đây là cái mong muốn của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân nói chung, quan tâm hướng về cơ sở với một cái kỳ vọng là để hộ đồng bào nghèo nào chẳng nữa cũng có điều kiện để vui xuân đón Tết. Và mong rằng qua chương trình này thì các hộ đồng bào ở địa phương nói riêng và của Tây Nguyên nói chung gắn bó với lực lượng công an hơn nữa, giúp đỡ lực lượng công an nhiều hơn nữa để mà đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội. Đây là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Cảm kích trước những tình cảm của quý báo và Công an Lâm Đồng, bà con hứa sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, lo làm ăn sinh sống, thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiên quyết không tin, không nghe và không làm theo mọi luận điệu xuyên tạc của kẻ địch, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương xã Lát, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Báo Công an Nhân dân cũng như là Công an tỉnh, Công an huyện đã có cái dịp là đi xuống thực tế tại xã Lát như là thăm và tặng quà cho một số hộ nghèo của xã Lát. Thông qua phong trào này giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương chung tay trong việc là khi cùng với hộ nghèo, đặc biệt là góp phần trong việc là chung tay xây dựng nông thôn mới của xã Lát. Thì một lần nữa thay mặt cho cấp ủy chính quyền địa phương xin trân trọng cảm ơn và xin gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo của Báo Công an Nhân dân cũng như là Công an tỉnh Lâm Đồng cũng như Công an huyện Lạc Dương. Xin chân thành cảm ơn. Tuy khó khăn vất vả, nhưng nhờ lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, nên tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương luôn được giữ vững ổn định. Cảm kích trước những tình cảm của cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an và các nhà hảo tâm đã trao tặng, bà con hứa sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, lo làm ăn sinh sống, thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiên quyết không tin, không nghe và không làm theo mọi luận điệu xuyên tạc của kẻ địch, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp để không phụ lòng của quý báo. Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng với lòng nhiệt thành và có kế hoạch công tác tốt, tinh thần bám dân, bám bản, gắn bó mật thiết với nhân dân của cán bộ chiến sĩ công an sẽ tạo được niềm tin vững chắc và mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng công an với nhân dân, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.